xé lá thư tình tác giả tô văn cấp cơm nước xong gia đình tôi ngồi lại coi video lá thư chiến trường của trung tâm asia vì nể tình vợ con nên tôi phải ngồi cho có mặt vậy thôi chứ khiếu văn nghệ của tôi thì tồi vô cùng nhất là đối với những sáng tác về sau này đại loại như tình anh ngọn nến xin em đừng đến hoặc giả dậy đi em đừng ngủ dây dưa dậy đi em mà nấu canh chua canh chua tuy có hấp dẫn quần áo ca sĩ tuy có xệ trên hở dưới nhưng dẫu có nhìn sát màn hình cũng chỉ thêm nhức đầu chẳng ích gì cho tuổi xế chiều thành thử ngồi thì ngồi mà mắt không mở nổi đang lơ mơ ngủ gật tôi giật mình nghe tiếng con gái gọi bố bố Vậy mà xem trên tivi người ta đọc lá thư chiến trường của thiếu tá Huỳnh Văn Phú kia. Lời thơ tình tứ và cảm động quá. Có phải đó là thư của bác Phú thủy quân lục chiến của nhà mình không? Có phải bác ấy viết cho bác Phượng không? Nếu không sao bác Phú dám đưa lên tivi? Tuy chưa mở mắt ra được, nhưng nghe con hỏi là tôi biết tác giả lá thư tình đó là ai rồi. Trong chốn văn chương tình ái chưa có ai trùng tên Phú họ Huỳnh cả, nên tôi xác định ngay. Còn ai vào đây nữa? Chính là bác Phú khóa 19 thủy quân lục chiến của nhà mình đấy. Không hiểu con gái tôi học được ở đâu câu nói của nhà mình thay vì bạn của bố. Không riêng bác Phú mà bất cứ bác nào cháu biết thì đều vơ vào của nhà mình. Không biết có phải ý cháu muốn bắt quàng làm họ không? Bắc Bàng, Bắc Chiến, Bắc Gián, Bắc Miên, Bắc Khương, Bắc Hải, Bắc Lâm, Bắc Đức, Bắc Cống, Bắc Cảo, vân vân đều là của nhà mình cả. Tôi đã nhắc cháu nhiều lần rằng nói như vậy có thể làm các bác buồn, nhưng cháu lại lý sự, gọi như vậy nghe thân tình hơn chứ bố. Thấy con biết kính mến bạn của bố, khiến tôi cũng vui vui bèn giải thích thêm. Lá thư có thật đó con Bác Phú viết cho người yêu Còn người yêu là ai thì bố không nhớ hết Vì là lính đánh giặc từ Bến Hải đến Cà Mau Dừng quân đâu là có tình yêu đó Độc thân vui tính Biết thả thơ thì ắt có nhiều tình yêu Có nhiều thì sợ gì mà không dám kể Thấy bố mạnh miệng bên vực cho bạn Con gái nháy mắt với mẹ ngồi bên cạnh Thế bố có dám kể cho mẹ và con nghe lá thư bố viết cho người yêu không? Không nhớ hết những lá thư bố viết và viết cho những ai, nhưng nhớ mãi lá thư của người yêu viết cho bố. Bố nhận được mà chưa kịp đọc thì lá thư đó bị xé nát. Tôi thấy nhói bên hông, hình như có người nào nhéo ba sườn thì phải. Rồi nghe tiếng ai thì thào bên tai, xạo hoài, nhưng con gái thì lại muốn trêu tức mẹ nên hỏi bố tới tấp về người yêu xưa ấy là ai, yêu từ hồi nào, hiện nay bà ấy ở đâu, có gì với nhau không, ai là dám xé thơ người yêu của bố, phải mẹ con xé không, vân vân. Liếc sang bà mẹ của con gái tôi, thấy bà ấy đang ngó lên tivi nên tôi nói nhỏ với con. Coi chừng bố bị xé xác bây giờ đầu đuôi là thế này. Nhân dịp các sinh viên sĩ quan khóa 19 được ông tướng Oai cho đi phép Tết năm 1963. Bố quen được cô em của người bạn học cùng Petrusky. Đêm giao thừa, sinh viên sĩ quan võ bị cầm tay nữ sinh Gia Long dung dăng đi xem hoa và xin xăm ở lăng ông. Xăm nói tình yêu tiền hung hầu kiết, nghĩa là trục trặc ban đầu hồi sau kết quả. Rồi sao bố? Bố nói nhanh nhanh một tí, kết quả thế nào? Quen nhau và mới chỉ tay cầm tay, thư tiền tuyến, thư hậu phương thôi, chưa có gì với nhau hết. Trao đổi thư đi tin lại được vài năm thì không phải tại anh mà cũng không phải tại em, mà tại vì chiến tranh nên tình yêu bị gián đoạn. Đến năm 1968 thì bố gặp lại cô ấy vào dịp Tết Nguyên Đán Mậu Thân, nhưng trong hoàn cảnh khá bất ngờ. Lại chuyện tình cải lương người yêu xưa gặp nhau trên phố, em đã tay bế tay bồng dắt theo ông chồng già, còn anh bận lo giữ biên cương nên vẫn còn độc thân. Con gái tôi xen vào. Không phải gặp nhau trên phố mà bố cho lính bao vây và bắn vào nhà của cô ấy, Mắt con gái tròn xoe ngạc nhiên, còn mắt mẹ thì cứ giả vờ lơ đảng, nhìn lên tivi xem người ta đọc lá thư chiến trường của nhà văn Phu Phết. Thôi thì cũng đành xăm mình kể chuyện tình yêu ngày xưa cho con gái nghe. Tết Mậu Thân 1968, Việt Cộng đánh và chiếm nhiều nơi ở Sài Gòn chợ lớn, trong đó có khu rạp cine Đông Nhì Gò Vấp Đại đội 1, tiểu đoàn 2, thủy quân lục chiến của bố có nhiệm vụ tấn công vào khu này. Sau khi chiếm được căn nhà lầu rồi lục soát thì tìm thấy một số đồng bào bị Việt Cộng nhốt ở tầng dưới cùng. Và thật bất ngờ, bố nhận ra trong đó có cô người yêu ngày xưa. May mắn mọi người được bình an và không thiệt hại gì nhiều, nên ai cũng vui vẻ mang bánh tét, dưa hấu, kẹo, thuốc lá tặng cho lính tình quân dân thấm thiết. Bố được người yêu cũ trao tận tay gói thuốc lá Ruby Queen và dĩ nhiên sau đó thì chuyện tình cũ không rủ cũng tới. Cả cô ấy và bố cùng còn độc thân nên chuyện tái hồi dễ dàng. Nhớ lời bài ca Anh đi chiến dịch xa vời lòng súng nhân đạo cứu người lòng thang nên bố cầm đại tay cô ấy và thang nho nhỏ lòng súng nhân đạo cứu người mình yêu tình yêu giữa hai người gắn bó hơn nhưng vẫn chỉ là chuyện một năm dăm ba ngày phép rủ nhau dạo phố nguyễn huệ ăn bò khô uống nước mía viễn đông rồi anh ra tiền tuyến em ở lại hậu phương chúng ta cách xa hoài vẫn chỉ là thư đi tin lại yêu nhau trên giấy cho tới một hôm con gái tôi có vẻ sốt ruột ngồi xích lại nắm tay bố hỏi Rồi sao? Rồi sao? Bố nói nhanh lên chứ cứ lòng dòng hoài Nhớ lại chuyện xưa nên tôi kể lại cho con gái nghe Đó là buổi sáng ngày 19 tháng 6 năm 1969 Tiểu đoạn 2 Thủy quân lục chiến dừng quân bên hông chờ hỏa lựu tỉnh Chương Thiện để nhận tiếp tế và thư từ từ hậu cứ mang tới. Tôi cũng nhận được thư của người yêu mừng ghê lắm nhưng chưa vội đọc vì lúc ấy ba người bạn cùng khóa là Trần Văn Hợp, Vũ Đoàn Doan, Tiểu Đoàn 2 và Phạm Hiệp Sĩ, Tiểu Đoàn 4, Thủy Quân Lục Chiến đến kéo tôi đi uống cà phê trong chợ cho nên lá thư tình vẫn nằm trên túi áo. Đi hành quân mà nhận được thư gia đình nhất là của người yêu thì mừng và quý lắm cứ như gặp được người thật. Tâm trạng mừng vui tùy người, có anh vồ vập đọc ngay có thằng từ từ mà cởi mà cởi mở sao cho cái bì thư không bị rách chàng khác thì cầm chắc trong tay cứ như tay lại cầm tay mắt len lén nhìn quanh xem có ai để ý không rồi đưa thư lên mũi hôn như để tìm mùi da nước hoa quen thuộc còn tôi thì lúc nào cũng hôn tên người gửi rồi gói kỹ lại để dành tới cuối ngày khi dừng quân nằm võng uống cà phê hút thuốc mới bóc thư còn gì vui bằng khi đóng quân xong leo lên võng đặt thư tình lên ngực tưởng như hai ta cùng chung võng vừa đu đưa vừa đọc thư kéo một hơi thuốc lá nhả khói vòng tròn thấy khung trăng người tình trong đó nghe chuyện lính chiến trường khi dừng quân nhận và đọc thư người yêu thấy lãng mạn và dễ thương làm sao người hậu phương nếu biết được tình cảm ấy chắc chẳng bao giờ nợ cách xa không bao giờ muốn chuyện tình đôi ta lại vỡ đôi nhưng thực tế không đẹp như mong ước mà nhiều khi còn vỡ nát con tim gặp nhiều đau thương sau khi đọc thư tình mình ơi em vẫn thương mình nhưng mẹ bắt em đi lấy chồng em không muốn mất chữ hiếu cũng có khi vừa đọc thư em xong thì anh đã ra người thiên cổ Ai đã từng đọc những buổi sáng của lựu trong tập truyền mùa xuân âm thầm của nhà văn Huỳnh Văn Phú, chắc khó tin đó là chuyện tình có thật, đẹp như tranh giữa trung úy thủy quân lục chiến Nguyễn Quốc Chính, khóa 20 võ Bì và người tình tên lựu, nhưng nửa đường gãy gánh. Đã lâu lắm rồi nhưng tôi còn nhớ rõ như mới xảy ra. Chiều ngày 29 tháng 12 năm 1967, sau khi đóng quân xong, chính và tôi nằm võng cạnh nhau bên bờ sông cai lại, cà phê thuốc lá và tâm tình. Chính lấy thơ của lựu ra đọc. Họ mới trao nhận đính hôn trước khi đi hành quân chuyến này. Sau khi đọc đi đọc lại nhiều lần, hôn hình vợ chưa cưới, chính thở dài tâm sự. Sau lần này đi hành quân, em thấy có cái gì lấn cấn, hơi lo và nhớ lựu quá chính là một sĩ quan lý tưởng. Tôi ngạc nhiên vì cử chỉ khác thường nên chọc quê. Chán, chú mày mới đi dạm vợ rồi xa vợ nên nhớ cái lấn cấn phải không? Sáng hôm sau, đại đội đổ bộ trực thăng xuống kinh cái thia cay lại. Chính là đại đội phó nên thường đi với trung đội đầu. Nhưng nhớ lại tâm sự chiều qua, tôi bảo chính đi sâu với trung đội súng nặng nhưng chính nhất định lên trực thăng đầu với thiếu úy Huỳnh Vinh Quang, khóa 22 võ bị. Trực thăng chở chính và trung đội của Quang vừa đáp xuống ruộng lúa ven bờ kinh là bị Việt cộng trong bờ bắn ra rất mạnh. Không còn cách nào hơn là phải xung phong thẳng vào mục tiêu và Nguyễn quốc chính đã tử trần ngay đợt đầu tiên, đạn xuyên mạng tăng. Tử sinh ngoài chiến trường nhanh như chớp mắt có những điểm báo trước khó tin nhưng có thật chiều tối sau khi chính chết tôi ngồi tay ôm đầu gối bên miệng hố mà khóc chú em người lính cần về tên đá vừa đốt thuốc cho hai bạn xong thì quay ra thấy tôi buồn bèn chăm tiếp cho ông thầy một điếu hai cái đầu của hắn và tôi vừa chụm vào nhau thì một tiếng nổ của súng ckc một người trúng đầu gục xuống máu văng đầy mặt kẻ ở lại thằng em cần về Nguyễn Văn Đá, quê Vũng Tàu không còn mang cà phê cơm sấy cho tôi nữa. Lính trận kiên không chăm cùng một mồi lửa cho ba người hút thuốc liên tiếp, đó là điểm xui. Nhưng thực ra không phải là tin dị đoan, mà vì cây CKC có ống nhắm của Việt Cộng từ bìa rừng sẵn sàng. Khi đống lửa thứ nhất lóe lên, nó lấy đường nhắm, lóe lửa thứ nhì, ngón trỏ đặt vào cò súng, khi điếu thuốc thứ ba vừa lóe sáng là nó bóp cò rất chính xác chưa xuyên táo là may thấy con gái quay đi lau nước mắt tôi vội trở lại câu chuyện lá thư tình của mình bị xé khi nhận được thư nhìn tên người gửi cầm lá thư là biết có hình trong đó vì thư trước người yêu đã hứa sẽ bất ngờ đến thăm anh biết cuộc hành quân này phải lội qua nhiều kinh rạch nên tôi bọc lá thư thật kỹ bằng nhiều lớp ni lông, dằn dây thun bên ngoài để thư lên túi áo trái cho khỏi ướt. khi nghe tôi nói để thư trên túi áo trái, thì con gái mỉm cười. túi áo nào chẳng được mà bố lại đi tinh dị đoan, trai tay phải, gái tay trái. không phải là tinh dị đoan mà vì trái tim nằm phía trái nên bố để thư phía đó cho. tuy là gái. Nhưng cháu vẫn tìm hiểu về chiến tranh Việt Nam và đang viết bài thuyết trình về tình yêu quê hương và gia đình của người lính Việt Nam Cộng hòa nên cần những tài liệu sống. Vì vậy nhân dịp này tôi kể lại chi tiết cụ thể của chính mình cho cháu nghe. Tiểu đoàn 2 thủy quân lục chiến chia làm hai cánh để tiến vào mục tiêu. Cánh A do tiểu đoàn trưởng Nguyễn Xuân Phúc, khóa 16 và Trần Văn Hợp, khóa 19 chỉ huy. Cảnh B do bố và đại đội của bác Vũ Đoàn Doan. Có dấu vết khả nghi trên các đường mòn tiến vào mục tiêu. Theo lý thuyết thì không nên đi trên các đường mòn. Vì thế bố cho lệnh đại đội lòi dưới ruộng, men theo các bụi dừa nước để tiến vào. Nào ngờ thực tế lại khác, việc cộng đã gài sẵn mìn dưới góc dừa nước, dây cước dăng chìm dưới nước luôn, làm sao biết mà tránh, mình nổ tung ngay giữa bang chỉ huy cánh b bố không còn biết gì hết khi tỉnh dậy mới hay mình đang nằm tại khu cấp cứu bệnh viện phan thanh giản cần thơ trong tình trạng gãy một chân và hai tay bể xương hàm máu từ mũi và hai lỗ tai chảy ra nghe các bác sĩ bàn với nhau phải cưa vừa lúc đó thì bác sĩ nguyễn văn hạnh thủy quân lục chiến đến nhận thương binh để chuyển thẳng về bệnh viện Lê Hữu Sanh của Thủy quân Lục Chiến tại Thị Ngà điều trị. Nhờ vậy mà hôm nay còn chân để đi học khóa, còn tay để viết bài, viết về. Nhưng xương gãy nên chân đi vòng kiền, tay cắn giá nên bài viết chẳng ra sao cả. Nửa tỉnh nửa mê nằm trên giường bệnh, toàn thân bị bó bột. Thoáng nghe tiếng ai nhỏ nhẹ bên tai, nhướng mắt lên nhận ra người yêu tay cô ấy đang cày những vết máu và bùn đã khô còn dính lại trên đầu và mặt bố thấy bố mở mắt cô ấy mỉm cười rồi thì thầm hỏi anh đã nhận được thư và hình của em chưa đến lúc đó bố mới sực nhớ đến lá thư trên túi áo trái vội hỏi chú chim người lính cần về thì chú ấy lôi trong bọc ni lông ra bộ đồ trần ẩm ướt hôi rình thư và hình còn trong túi áo nhưng rách nát. Trong bọc ni lông gói thư, có một miễn kim loại lớn hơn đốt ngón tay út, còn túi áo trước ngực trái thì rách một lỗ nhỏ bằng đầu ngón tay. Bố hiểu ngay điều may mắn kỳ diệu đã đến với bố. Lá thư chưa đọc bọc trong nhiều lớp ni lông, tấm hình, những tờ giấy pillar tuy mềm nhưng đủ sức giữ miễn mìn lại trong túi áo. Nếu không có lá chắn này thì chắc chắn miễn mịn đó đã bay thẳng vào tim. Tay rùng rùng cầm tấm hình bị xé rách vào miễn đạn. Bố thiều thào nói với cô ấy. Thư và hình của em đã cứu mạng anh. Tặng em miễn đạn này để làm kỷ niệm. Vừa nghe tôi kể tới đó thì con gái lau nước mắt rồi cười ré lên. Lãng mạn, lãng mạn. Em sang xong anh tặng viên đạn đồng để làm kỷ niệm thế rồi cô ấy thấy tương lai của bố sẽ lê lết trên đôi nạn gỗ nên cô ấy sang sông. nghe con cười và chọc quê bố mẹ cháu cũng vui lay hát nho nhỏ anh trở về trên đôi nạn gỗ anh trở về làm không gian dở đời em lúc này thì trên tivi lá thư tình của nhà văn huỳnh văn phú đã sang trang Bà mẹ của con gái tôi toàn đi ngủ thì con gái cầm tay mẹ kéo lại rồi quay qua điều tra bố thêm. Thế người yêu ngày xưa ấy bây giờ ở đâu? Đã có chồng chưa? Được mấy con? Chẳng hay cái ấy hết hay còn, xuân sồn sồn nay được bao nhiêu và có bao giờ bố gặp lại bả không? Thường xuyên, vẫn thỉnh thoảng cùng bả coi lại tấm hình ngày xưa bị xé rách. Thôi nghe cha, bố đừng có lạng quạng với bà ấy mà có ngày cả bố lẫn con bị bỏ đói hay phải ăn phút to go. Nhưng mà bố này, bữa nào bố mượn lại bà ấy tấm hình đó cho con xem bà ta có đẹp hơn mẹ con không mà bố dám liều mạng. Nếu con muốn coi tấm hình đó thì hỏi mẹ. Nghe tôi nói vậy, bà già trầu mỉm cười, còn con gái thì phùng phiều, tượng bố kể chuyện tình tiết éo le, hóa ra chuyện hề vốn, chán,